có những loại cỏ tưởng chừng như bỏ đi và không giúp ích được gì cho chúng ta, nhưng sự thật những loại cây đó sẽ cứu mạng sống của chúng ta. Kiến thức là một kho tàng. Nếu chúng ta không khám phá kho tàng đó thì kho tàng đó mãi mãi sẽ vùi trong cát. Ok, xin chào mọi người nha. Thì đó là thông điệp mình muốn gửi cho mọi người ha mọi người ha. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ cho mọi người một cái tác dụng của một cái loại cây mà nó mọi người nghĩ nó là nó chỉ đơn giản là để phục vụ cho chúng ta, ví dụ như là mình làm kiển hay là mình làm vẻ đẹp cho cái sân của chúng ta, cái khu vườn của chúng ta thôi. Đây mọi người. Đây, hồi nãy mình cũng đã chia sẻ cho mọi người đó, cây này là cây sâm đất ha mọi người ha, cây sâm đất ha mọi người ha. Và nếu mà mình trồng thời gian lâu á thì nó sẽ có cái củ giống như củ nhân sâm vậy đó, cho nên người ta gọi nó là sâm đất. Và cái tác dụng của nó thì về cái chữa bệnh thì cũng rất là hay. Hôm trước mình cũng đã chia sẻ cho mọi người một bài thuốc về nó, là nó trị tiểu đường và trị đau nhức xương khớp. Thì hôm nay mình cũng lại sẽ chia sẻ thêm cho mọi người một cái công dụng của nó, là nó sẽ trị cái cây sâm đất này, nó sẽ trị được cái bệnh là cao huyết áp và giải độc gan ha mọi người ha. Giải độc gan và cao huyết áp ha mọi người ha, rất là hay, cực kỳ, có hai tác dụng rất hay. Về cây sâm đất này thì chúng ta nếu mà chúng ta tìm hiểu kỹ thì chúng ta sẽ biết nó tác dụng nó rất là nhiều đến cơ thể của chúng ta, mà có tác dụng có lợi ha mọi người ha, chứ không phải là tác dụng có hại. Đó, thì cái sâm đất này là có tính vị chua và nhớt. Thì nếu mà mình sử dụng nó bằng cách mà mình nấu canh ăn á thì nó sẽ mình thấy nó hơi chua chua và nó nhớt, nhưng mà sẽ kết hợp với lại sâm đất nè, rồi bùa ngót nè, mùng tơi đó. Thì mình nấu một nồi canh, một tô canh cho gia đình ăn thì nó cực kỳ bổ dưỡng và nó sẽ có lợi sức khỏe của chúng ta rất là cao. Rồi mình đi vô bài thuốc ha mọi người ha. Thì để chế biến cái cây sâm đất này thành một vị thuốc, một bài thuốc thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Mọi người lưu ý ha, mình xem hết video để cái ở sau video mình có một lưu ý rất là quan trọng ha mọi người ha. Thì mọi người tìm cái cây sâm đất kia cho mình, nếu nhà mình không có thì mình đi tìm ở chỗ khác, mình nhổ cây gì mình trồng, hoặc mình nó có hạt, đây là bông của nó nè mọi người ha. Đó, thì nó sẽ có hạt ha mọi người ha, cái hạt nó nhỏ nhỏ đen đen thôi. Nhỏ xíu thôi. Mọi người lấy một ít về, mọi người rải vào những cái khu vườn của mọi người đó. Khu vườn thôi, không cần thiết phải vô chậu đâu. Bảo đảm mọi người nó sẽ lên rất là nhiều luôn. Mà nó đã lên rồi mọi người, mọi người muốn phá nó cũng khó lắm. Tại vì nó nhiều lắm, nó lên là lên nhiều lắm đó. Nhưng mà mọi người đừng phá nó, tại vì là nó rất là tốt nha mọi người ha. Mọi người tìm cây sâm đất kia cho mình, nếu nhà có thì mọi người nhổ lên. Nhổ lên thôi mọi người ha. Xong mọi người phơi khô cho mình, nhổ lên luôn, lấy củ rễ, lấy hết toàn thân, bông qua lá cành gì mọi người lấy hết cho mình. Mọi người phơi khô cho mình. Đó, phơi khô ha. Để trị được cái bệnh để trị được cái bệnh mà cao huyết áp và giải độc gan. Thì hai cái này là nó sẽ dùng chung nha mọi người ha. Cao huyết áp và giải độc gan luôn ha mọi người ha. Thì mỗi lần dùng, sau khi mình đã phơi khô cái cây này rồi, mỗi lần dùng mọi người lấy cho mình là từ 20 đến 25 gram khô cây sâm đất khô như người ha, 20 đến 25 gram khô đó. Mọi người đổ cho mình khoảng 1 lít đến 1 lít rưỡi nước đó, 1 lít nước hoặc 1 lít rưỡi nước. Thì nếu như mà mọi người bệnh nặng thì mọi người đổ cho mình là 1 lít, còn nếu mọi người uống phòng bệnh nhẹ
thì mọi người đổ cho mình lít rưỡi nước. Sau khi đó mọi người nấu sôi lên cho mình, nấu sôi lên, và sau khi sôi mọi người để thêm cho mình là nó sôi, sau khi sôi á mọi người nhỏ lửa lại và mọi người để liu riu riu cho mình khoảng từ 10 đến 15 phút nữa, rồi mọi người tắt bếp đó. Và cái nước đó mọi người uống thay trà hàng ngày cho mình, thay trà hàng ngày cho mình đó, nó sẽ trị cho mọi người là cái bệnh cao huyết áp và giải độc gan cho mọi người luôn, hai người ha. Và đồng thời mình cũng có thể là hàng ngày mình cũng có thể bứt những cái lá tươi như thế này đó, mọi người nấu canh ăn, nó sẽ thanh lọc cơ thể cho mọi người ha, thanh lọc cơ thể, mát mẻ. Cây này có tính hàn hai người ha, nó mát lắm, mọi người ăn vô nó nghe nó mát lắm. Mình người mình nóng quất nè, táo bón, hai người ha, nổi mụn đó, nổi nhọt, mọi người có thể nấu canh cái này mọi người ăn. Và đồng thời mọi người ngắt cái lá này nè đó, ngắt cái lá này mọi người dò ra nát vậy, mọi người đắp vào những cái mụn nhọt, đắp vào đầu mụn nhọt và những cái mụn bọc mụn bự hoặc trên mặt mình đó, đắp vào. Cái thứ nhất nó sẽ tiêu sưng, nó không còn sưng nữa, cái vết, những cái vết mụn của mình, những cái mục mụn của mình nó giảm sưng, hai người ha. Và nó sẽ gây, nó làm cho liền da rất tốt, mát lắm, rất hay mọi người ha, chứ không phải đơn giản đâu, mọi người thấy nó vậy á chứ nó hay lắm đó. Và đặc biệt bài thuốc này người cao huyết áp, người thấp huyết áp uống được mọi người ha. Cây này nó trị cao huyết áp cho nên người thấp huyết áp mình sử dụng không được mọi người ha. Và bài thuốc này mình có thể dùng hàng ngày được, dùng hoài được, không cần thiết là phải ngưng hay là không là một ngày mấy lần gì hết á, mình uống thay trà đó mọi người ha, uống thay trà dùng chừng nào mọi người thấy cảm thấy là nó hết thì thôi đó. Thì cái lưu ý của mình là lưu ý với mọi người là người thấp huyết áp mình sử dụng không được ha mọi người ha đó. Và cái củ của nó thì hôm trước mình cũng đã chia sẻ cho mọi người đó, nếu mà mình tiếc á, mình lấy cái củ đó mình ngâm rượu, cái cách ngâm rượu mình cũng đã chia sẻ cho mọi người rồi. Nếu anh em nào muốn uống rượu thuốc hay là uống rượu để sanh bệnh, uống rượu để trị bệnh hay là uống rượu sanh bệnh, nếu mình uống rượu đi trị bệnh thì mình tìm cái cây này nè, tìm cái củ cây này mình ngâm rượu mình uống, nó sẽ trị bệnh mọi người ha, trị bệnh đau nhức xương khớp cực kỳ hay. Còn mình uống rượu mà để sanh bệnh thì nó dễ lắm, mình uống liên tục khoảng chừng tháng 2 tháng là nó sẽ sanh bệnh thôi. Còn cái rượu này thì không có, mọi người uống liên tục tháng 2 tháng nó sẽ hết bệnh mọi người ha. Mình uống cái liều lượng đàng hoàng. Và cái củ này nó rẻ nhất, mình thấy nó, nếu mà nói về cái củ mà để mà ngâm rượu á, mà nó dạng nhân sâm á, thì này sâm đất mà, thì củ dạng nhân sâm này thì mình thấy nó rẻ nhất luôn. Mọi người tìm thôi thiệt, chứ mọi người mà trồng có trồng nhà khoảng chừng 2 năm cái củ nó bự gì, 2 năm mà nó tốt á, 2 năm củ bự gì, nhà mình cũng có mà đó, cho nên mình biết, mình trồng nó nay lâu lắm rồi mà mình vẫn để đó. Tại vì nói về rượu bia thì mình cũng ít sử dụng lắm mọi người ha. Thì đám tiệc hay là có anh em đồ đến thăm thì mình cũng làm một ly hai ly thôi, chứ còn nói về mà rượu bia thường xuyên thì mình cũng không có mọi người ha. Tại vì cái thứ nhất mình cũng phải đi làm, thứ hai mình phải giữ gìn sức khỏe, rất là nhiều công việc để chờ mình, thì mình cũng ít nhậu rượu lắm, ít uống rượu lắm đó. Mình nhiều nhất là uống trà uống trà quýnh cờ tướng và đôi khi cũng hút thuốc theo mọi người ha. Còn về rượu bia thì mình cũng ít lắm. Rồi tâm sự chút thôi, rồi bài thuốc cũng đã xong. Thì nhân đây mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Clip đầu video thì mình cũng đã nhắn gửi đến mọi người một cái thông điệp, mình nên tìm hiểu thêm về, nếu anh em nào mình chưa có hiểu nhiều về cái cây cây thuốc quanh ta, cây thuốc quanh ta không người ha, thì mình bỏ ít chút thời gian, mỗi ngày mình bỏ 10 phút
mỗi ngày mình bỏ 10 phút ra để mình tìm hiểu thêm về cái kiến thức về cây thuốc thì nó cũng không có phí đâu hả mọi người ha. Mỗi ngày chỉ mọi người chỉ bỏ ra mình chỉ 10 phút thôi là mọi người hiểu thêm được một bài thuốc. Một năm có 365 ngày, mọi người biết 365 bài thuốc là mọi người biết mọi người mạnh cái nào đó. Thuốc mình bước ba mấy trăm bài thuốc mà mắc gì mình sợ bệnh đúng không người ha. Mỗi ngày 10 phút, một năm biết được 300 mấy chục bài thuốc, thấy ghê không mọi người, thấy ghê chưa? Rồi video của mình tới đây mình cũng đã xong thì cuối video mình cũng xin chúc mọi người bệnh mau lành bệnh hơn nha, có sức khỏe dồi dào và thành công trong cuộc sống. Video hai tới đây hãy xin kết thúc, bye bye mọi người ha.